Ở trường, mình trở về nhà với vai trò là một người mẹ. Mình có một cô con gái 5 tuổi và một cậu con trai 1 tuổi rưỡi. Vì thế mình luôn khao khát và mong mỏi để tìm ra phương pháp giáo dục con phù hợp nhất. Và mình tin rằng nếu cha mẹ chọn đúng phương pháp giáo dục con thì có thể tạo ra một môi trường để cho trẻ phát triển cả thể chất lẫn trí tuệ. Và ngày hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người một cuốn sách rất hay và thú vị về phương pháp giáo dục trẻ. Đó chính là cuốn Trở đến mẫu giáo thì đã muộn. Trở đến mẫu giáo thì đã muộn của tác giả Ibuka Masaru là một trong những tác phẩm được cha mẹ Nhật ái mộ nhất. Cuốn sách này đã cho thấy rằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và những chiến lược đúng đắn của người mẹ trong quá trình nuôi dạy con trẻ là những nền tảng vững chắc nhất để giúp trẻ có sự phát triển toàn diện từ trí tuệ lẫn thể chất. Trở đến mẫu giáo thì đã muộn nêu bật lên một tư duy mới mẻ về giáo dục trẻ nhỏ với ba nội dung chính. Chương 1, khả năng trí tuệ của trẻ được quyết định trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Chương 2, hãy tạo ra môi trường để trẻ phát huy hết khả năng của mình. Và chương 3, giáo dục trẻ tuổi ấu thơ chỉ người mẹ mới có thể làm được. Để giúp phụ huynh có định hướng đúng cho trẻ, ngay tại chương 1 thì tác giả Ibuka đã khẳng định một cách mạnh mẽ rằng nếu trở đến mẫu giáo mới dạy trẻ thì đã quá muộn, bởi trẻ sinh ra vốn là một tờ giấy trắng. Chính vì vậy, mỗi dẫn dắt của cha mẹ trong giai đoạn này được ví như những nét vẽ đầu tiên trên tờ giấy trắng đó. Và giáo dục trẻ tuổi ấu thơ không nhằm tạo ra một thiên tài, mà mục đích duy nhất là nuôi dạy trẻ trở nên ngoan ngoãn, vui vẻ, có trí tuệ thông minh và khỏe mạnh. Chính vì lĩnh hội được những kiến thức mà tác giả đưa ra nên mình đã giáo dục cho con ngay từ khi còn rất là nhỏ. Mình đã cho bé được tiếp xúc và nghe nhạc tiếng Anh ngay từ khi sinh ra. Và hiện tại thì bé có một lượng khá lớn từ vựng tiếng Anh và có thể giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh. Và điều mình cảm thấy thành công nhất đó là do được tiếp xúc với tiếng Anh từ nhỏ nên bé có niềm yêu thích và đặc biệt hứng thú với tiếng Anh. Đúng như tác giả Ibuka đã nói, trẻ từ 0 đến 3 tuổi có một khả năng nhận thức nguyên bản. Do đó ngôn ngữ nào được trẻ tiếp xúc trong thời kỳ này sẽ được lưu lại trong não. Ở chương 2 thì tác giả đưa ra những lời điều mà cha mẹ cần làm để trẻ có được môi trường khẳng định được bản thân của mình. Với mỗi lời khuyên đưa ra thì tác giả đưa ra những minh họa thực tế. Và chương 2 gồm 66 mục nhỏ, nó cũng giống như 66 lời khuyên của tác giả đến những người làm cha làm mẹ như chúng ta. Đó là những lời khuyên vô cùng chân thành và hữu ích, như không hẳn con giáo sư cũng là giáo sư, vẫn còn sớm là câu nói cản trở sự phát triển của trẻ. Trẻ sơ sinh có hiểu thể hiểu được cha mẹ đang cãi nhau. Chơi cùng con sẽ giúp trẻ xây dựng được tính cộng đồng và thúc đẩy phát triển trí tuệ. Trẻ sẽ suy nghĩ tiêu cực khi bị cha mẹ mắng, và hãy dạy trẻ về giáo dục giới tính thay vì nói dối. Dạy âm nhạc là cách nuôi dưỡng khả năng tập trung cho trẻ. Dẫu không có thời gian hay tiền bạc thì vẫn có thể giáo dục được con trẻ. Cuối cùng, tại chương 3, tác giả đã tạo nên một hồi kết bằng vai trò lớn lao của người mẹ. Mẹ là người luôn bên cạnh trẻ hàng ngày trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Do đó, người mẹ có ảnh hưởng lớn lao và trực tiếp đối với sự phát triển của trẻ. Vì vậy, chính những người mẹ cần liên tục trau dồi kỹ năng để có thể tương tác và giúp trẻ đi trên con đường của mình một cách thành công và hạnh phúc. Chương 3 có 15 mục nhỏ xoay quanh việc đề cao vai trò của người mẹ, như là người mẹ không có mục tiêu rõ ràng thì không thể thành công trong việc nuôi dạy con. Với phụ nữ, không việc gì quan trọng hơn việc nuôi dạy con. Dạy con bắt đầu từ dạy mẹ. Người mẹ thiếu tự tin thì không thể nuôi dạy con tốt. Không bỏ dở giữa chừng việc nuôi dạy con. Để con thay đổi thì trước tiên cha mẹ cần phải thay đổi. Giáo dục chính là để dạy trẻ để con hơn cha. Hãy nhìn con để học tập. Người mẹ không phải là người thúc ép, và con cái không phải là vật sở hữu của cha mẹ. Trở đến mẫu giáo thì đã muộn có nội dung rất nhẹ nhàng, gần gũi, cách tiếp cận vấn đề đơn giản, không máy móc, tập khuôn. Theo mình thì đây là một trong những cuốn sách mà cha mẹ nên đọc và ghi nhớ để có thể khơi dậy tiềm năng của trẻ từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống bằng chính tình yêu của những người làm cha, làm mẹ.